Lão Pháp Sư Tịnh Không Tập 117 Các vị đồng học Xin chào mọi người Xin mời xem Cảm ứng Thiên Đoạn thứ 109 Kinh rẻ tổ tiên vi phạm mệnh lệnh của bề trên trong câu này tiên linh là tổ tiên trong chú giải Nói rất đơn giản Mà rõ ràng Ngôn ngữ Tuy là đơn giản Nhưng ý nghĩa thì vô cùng sâu rộng Tiên linh là hương linh tổ tiên Phàm tấn liệm vô lễ Cư tàn không theo chế định của lễ nghi Chẳng nhanh chóng an tán Trai giới cúng quải Chẳng có lòng thành Chẳng siêng năng thâm giếng Quét dọn mộ phần Miếu thờ không ngăn nắp Hương đèn khi có khi không Đều là khinh mạng Đây là nêu ra vài thí dụ Ôi nguồn nước Cội cây Há dám quên bẵng Nếu kẻ đào phạm sai sót Đối với chuyện này Tôi chẳng biết nên gọi hàng người đó là gì nữa Câu sau cùng này là vô cùng cảm thán những lời này chính là bản chất nòng cốt trong nền văn hóa trung hoa là hạt nhân thế nhưng ở những nước phương tây thì lại xem rất nhẹ họ không có cái quan niệm này cũng chính là nói họ không có quan niệm về hiếu đạo hiếu để trung tính trong quan niệm của họ là vô cùng mở nhà việc này là hoàn toàn trái ngược với văn hóa của phương đông cho nên tư duy cũng là trái ngược trung quốc chúng ta không thể nói người trung quốc hiện đại người trung quốc hiện đại dường như đã bị người phương tây đồng hóa rồi. Người Trung Quốc ngày xưa trong quan niệm của họ nhìn mọi người đều là người tốt, hết thảy mọi việc đều là việc tốt. Tuy nhiên trong quan niệm của người ngoại quốc thì đi ngược lại 180 độ. Người ngoại quốc khởi tâm động niệm thì người khác đều là người xấu, việc thì không có việc gì là tốt. Cho nên họ nhất định cần bạn phải đưa ra rất nhiều chứng cứ chứng minh bạn là người tốt. việc này thật sự là khác với chúng ta cái quan niệm căn bản là ở việc tế tổ yêu thương cha mẹ kính nhớ tổ tiên người ngoại quốc đối với việc tế tổ của chúng ta thì hoài nghi không hiểu nổi họ thường hay hỏi tổ tiên đã mấy trăm năm rồi mấy ngàn năm rồi bạn cũng chưa gặp mặt qua thì bạn thấy họ để làm gì họ không biết bạn bạn cũng không biết họ cho nên họ cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng mà chúng ta là người uống nước nhớ nguồn chúng ta có nguồn có cội nguồn cội này là từ tổ tiên xa xưa Cách đây mấy ngàn năm mấy dạng năm Nguồn gốc của chúng ta là từ đâu mà ra Chúng ta vô cùng xem trọng đối với việc này Có nên xem trọng hay không? Phải nên Vì sao nói là phải nên Thì cũng giống như là một cây đại thụ vậy Bản thân chúng ta giống như là những chiếc lá trên cây Chúng ta phải tìm về gốc Cái lá này từ đâu mà ra Cái lá này là sanh ra từ chồi lá Sanh từ chồi cây Chồi cây này là từ đâu mà ra Là từ cành mà ra Là từ trên cành nhánh mà mọc ra Vậy cành cây là từ đâu ra Cành cây là từ thân cây mà ra thân cây thì từ gốc mà ra gốc thì từ rễ mà ra phải tìm về gốc rễ sau đó mới biết được cả cây đại thụ là một người ngoại quốc không hiểu cái đạo lý này cũng không hiểu các phương pháp này cho nên ở trên kinh giáo đại thừa phật đã nói với chúng ta hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới cùng với chính mình là một thân cả cây đại thụ giống như là pháp thân bản thân của chúng ta cũng giống như là một cái lá ở trên cả cây đại thụ này mà thôi cái lá này và cả cây đại thụ là một thể không phải là hai thể chúng ta thì gọi là cây đại thụ còn trong nhà phật thì gọi là pháp thân thập phương tam thế phật cộng đồng nhất pháp thân nhất tâm nhất trí huệ cho nên phật mới đi tìm cái căn nguyên cho nên trên kinh thường nói triệt pháp để nguyên hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sanh biết được giữa người với người giữa người với hết thảy chúng sanh là mối quan hệ gì việc này thì các tôn giáo khác đều không có nói rõ ràng đến như vậy không có nói minh bạch đến như vậy học thuật của thế gian thì cũng không đạt đến rồi cổ thánh tiên hiền của trung quốc cũng đã nói đến tuy là nói đến chỗ gốc rễ nhưng lại không nói được rõ ràng đối với thân và cành thì có thể nói là tương đối rõ ràng nếu đi sâu hơn thì lại rất là mơ hồ phật pháp nói rất rõ ràng thánh hiền chỉ nói đến chỗ yêu thương con người còn phật pháp thì nói đến chỗ hết thảy chúng sanh không phải chỉ một thế giới này của chúng ta mà là tận hư không khắp pháp giới vô lượng vô biên thế giới hết thảy chúng sanh và chúng ta là cùng một cái căn cùng một cái bản căn là gì là tâm mà trong phật pháp thường nói còn bản là gì? Bản là thức mà Phật Pháp đã nói Kinh Hoa Nghiêm nói Hư không Pháp giới hết thảy chúng sanh Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến Tâm và thức là căn bản Cho nên Trong cổ lễ của Trung Quốc trong ngũ lễ thì điều đầu tiên là tế lễ tế tổ tiên ái kính tổ tiên tổ tiên trăm ngàn năm rồi mà bạn đều kính ái như vậy thì cha mẹ ở ngay trước mắt làm gì có đạo lý không hiếu thuận chứ hiếu đạo là từ đâu mà xây dựng hiếu đạo là xây dựng từ trên tế tự con người ngày nay không hiếu thuận cha mẹ tế lễ đã mất đi rồi họ làm sao mà biết hiếu thuận cha mẹ chứ việc tế lễ là cha mẹ làm tấm gương làm tấm gương hiếu thuận cho người đời sau xem ý nghĩa là vô cùng vô cùng trọng đại người lớn tuổi thì cha mẹ ông bà đều đã qua đời rồi bạn nói bạn hiếu thuận nhưng con cháu của bạn chúng không thể nhìn thấy chúng là từ việc tế tự của bạn mà nhìn thấy được tấm gội chai tịnh tế tự tiên linh Hiệu quả của đó thì phu tử nói rất hay. Dân đức quy hậu. Hiệu quả của nó là giúp cho phong tục thường hậu của xã hội tăng trưởng. thì xã hội này mới có thể an hòa lợi lạc nhân dân mới có được đời sống hạnh phúc mỹ mãn đây là hiệu quả ở ngay trước mắt còn lợi ích sâu xa là vô tận rồi chúng ta từ trên toàn bộ phật pháp mà nhìn hiếu đạo đạt đến cứu cánh viên mãn thì người này liền thành phật nhà phật dạy học bắt đầu từ hiếu kính bạn xem tịnh nghiệp tam phước câu đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng là từ đây mà bắt đầu Đến sau cùng viên mãn Vẫn là hai câu này Tu hành Chứng đến địa vị đẳng giác Bồ Tát Hiếu kính vẫn còn thiếu một phần Thì vẫn chưa thể đạt đến viên mãn Vì sao vậy? Vì bạn vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá Vẫn là có lỗi đối với cha mẹ Có lỗi với lão sư cần phải phá xong một phẩm sinh tướng vô minh sau cùng mới chứng được phật quả viên mãn hiếu thân viên mãn rồi kính lão sư cũng viên mãn rồi nhà phật dạy học không chỉ là thích ca mà sự dạy học của hết thảy chư phật như lai mười phương ba đời cũng là như vậy mà thôi chúng ta phải rõ ràng phải minh bạch học phật là học cái gì là học hiếu dưỡng phụ mẫu học phụng sự sư trưởng sự tu dưỡng của bạn nâng cao đến hạnh phổ hiền cha mẹ đã nói ở trong hạnh phổ hiền thì hết thảy người nam là cha ta hết thảy người nữ là mẹ ta đem cây tâm và hành vi hiếu dưỡng phụ mẫu này Để đối đại với hết thảy chúng sanh Trong hư không Pháp giới Đây là hạnh phổ hiện Nếu như không phải là hết thảy chúng sanh Trong hư không khắp Pháp giới Mà là cái thế giới này của chúng ta Quá địa cầu này Thế giới ta bà này của chúng ta Đó chỉ là hạnh Bồ Tát Không phải hạnh phổ hiện Bồ Tát Hạnh của phổ hiền Bồ Tát Là tận hư không khắp Pháp giới cái tâm hiếu này mở rộng ra đến tận hư không khắp Pháp giới Hết thảy chúng sanh Đều là thiện tri thức của ta Thiện tri thức chính là Lão Sư Trên Kinh Hoa Nghiêm Chúng ta nhìn thấy thiện tài đồng tử Ngoài việc bản thân mình là phàm phu là học trò ra Thì đều là thiên hữu Đây là cái tâm kính thầy Cũng mở rộng ra đến hết thầy chúng sanh Trong hư không pháp giới Đây gọi là hạnh phổ hiện Hạnh phổ hiền không dễ tu Bạn vẫn còn phân biệt với hết thầy chúng sanh Còn có chấp trước Thì không phải là hạnh phổ hiền rồi Vậy thì tu hành thì bắt đầu từ đâu? Ở chỗ này Thái Thượng Lão Quân có nói Đối với người lớn tuổi Đối với cha mẹ tôn trưởng Quyết định là không có cái ý niệm Kinh mạng Kinh là gì? Là khinh thường Không có để ở trong tâm Lời thường tục hay nói là không xem ra gì Mạng là ngạo mạn Vô lễ Người ngày nay thì khó rồi Người hiện nay nói vô lễ Hai chữ này đều là nói hơi quá rồi Vô lễ là gì? Là họ vẫn còn hiểu lễ Nhưng họ không làm Nên gọi là vô lễ Hiện tại thế nào là lễ Họ còn không hiểu Cho nên hai chữ vô lễ này Thì không thể bàn nói đến được nữa rồi Cho nên xã hội ngày nay Thật là bi ai Tôi cũng thường hay nói các tôn giáo nước ngoài vì sao lại nói đến ngày tạc của thế giới cái ý niệm về ngày tạc của thế giới là từ đâu mà đến vậy tôi nghĩ đại khái là con người thế gian hiện tại cái gì cũng không hiểu đạo đức nhân nghĩa lễ đều không hiểu vậy thì, thì biết phải làm sao chỉ còn cách thế giới này hủy diệt đi và làm lại thế giới mới tôi nghĩ tư tưởng về ngày tận thế là từ đây mà ra vì sao lại tạo thành cái hiện tượng này vậy người xưa thường nói là thất giáo giáo là giáo dục đã đánh mất đi sự giáo dục rồi trên kinh vô lượng thọ nói là tiên nhân bất thiện bất thức đạo đức vô hữu ngữ giả là do không có người dạy bạn người của cả thế giới đều không biết cách dạy cho đời sau việc này chúng ta có thể lý giải được vì sao vậy chỉ còn không biết dạy chính mình thì họ làm sao biết dạy người khác Họ làm sao biết để dạy cho đời sau Sách của cổ Thánh Tiên Hiệp Để ở trước mặt không xem Có đọc cũng không hiểu Vấn đề này nghiêm trọng rồi Chúng ta trong đời này Nếu chân thật có thể thọ trì Những sách như vậy một hoặc hai quyển thì đủ rồi đặc biệt là đối với thời đại này nếu như có một chút độ sâu sắc thì người thông thường đều không có cách gì tiếp nhận căn bản họ còn không hiểu Phật Giúp đỡ hết thảy chúng sanh Vô cùng chú trọng Ở căn cơ Người hiện nay là căn cơ như thế nào vậy? Ứng cơ tuyết pháp Mới có thể có được hiệu quả sự truyền thừa đạo của thánh hiền truyền đến ngày nay vì sao lại biến thành ra như vậy chúng ta hãy bình tâm mà quan sát trong đây khó tránh khỏi một việc là sự truyền thừa của các cổ đức đã lơ là đi hiện thực Đam huyền thuyết diệu Không thiết thực với thực tế Cái phong khí này đến hiện nay vẫn còn Chúng ta nhìn thấy rất nhiều sách được xuất bản Đây không phải là sách cũ mà là sách mới Lại xem đến rất nhiều các loại tạp chí Là tạp chí trong nhà Phật đều là đang nghiên cứu một số lý luận đàm luận gì một số học thuật của tâm tánh đâu có tác dụng gì chứ không sát với thực tế như có câu nói là gãi không đúng chỗ ngứa quả thật không sai Không thể cứu giảng được Sai lầm của xã hội đại chúng Việc này trong nhà Phật nó là Khế lý mà không khế cơ Trên lý mà nói thì không sai Nhưng không khế hợp với căn cơ của chúng sanh Cho nên chúng tôi nghĩ đến Ấn quan Đại sư Vì sao mà đặc biệt đề xứ Liễu Phạm Tứ Huấn Cảm ứng Thiên An Sĩ Toàn Thư An Sĩ Toàn Thư là cư sĩ Chu An Sĩ đã biên soạn ra Trong bộ sách này Thực tế là có bốn thứ Thiên thứ nhất là văn xương đế quân âm chất văn Tính chất thì hoàn toàn tương đồng với cảm ứng thiên Là thiện nhân thiện quả Ác nhân ác báo Là tiêu chuẩn của thiện ác Đây là sự lợi hại đối với bản thân chúng ta Không thể không biết thiền thứ hai là vạn thiện tiên tư khuyên người giới sát Thiên thứ ba là nhục hải hồi của, khuyên người đoạn dâm sát và dâm là hai đại ác nghiêm trọng nhất trong tất cả các ác Nếu như đoạn được hai cái ác này rồi Nhưng cái ác khác đều rất dễ đoạn Đó chỉ là cành lá Còn đây là gốc Thiên thứ tư là tịnh độ Khuyên người niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Đây là Tây Quy trực chỉ Cho nên ấn tổ đề xướng Những quyển sách này Mà không đề xướng các kinh luận Chúng ta liền hiểu được Đây là trí huệ chân thật Là giáo huấn chân thật Đích thực là có thể Cứu giãn được kiếp dần hiện nay Chúng ta nếu như hiểu được ý của đại sư hiểu được cách làm của đại sư chúng ta sẽ khoan nghĩ tiếp nhận y giáo phụng hạnh ở trong thời đại trượt ác đến cùng cực này chúng ta vẫn còn có thể tự cứu Chúng ta cũng có thể giúp đỡ hết thảy chúng sanh Cái này chúng ta phải sâu sắc suy nghĩ Phải ra sức thực hành Có năng lực Thì có thể nghiên cứu thêm Một số kinh luận sách thiện Giúp chúng ta tu học Giúp chúng ta hoàn pháp nếu không đủ năng lực Thì mấy quyển sách này Cứ tuân theo chú giải của cổ Đại Đức Thì cũng đủ dùng Thì rất tốt rồi Kế lý, kế cơ Xin mời xem Cảm ứng Thiên Đoạn 109 Kinh rẽ tổ tiên Vi phạm mệnh lệnh của bề trên lần trước đã nói chuyện qua với các vị về việc khinh mạng tổ tiên con người hiện nay bởi vì không có ai dạy cũng không có ai giảm nói nên đã lơ là đi sự việc này Trong văn hóa ngày xưa Của Trung Quốc mà nói Đây là đại bất hiếu Cái vấn đề này Vô cùng nghiêm trọng Người biết được Thực tại là quá ít tổ tiên rốt cuộc là có hay không người học phật người tu đạo nhà phật và nhà đạo thì tin tưởng đối với sự việc này chân thật có một số nhà tôn giáo của ấn độ họ cũng đều tu định ở trong định cũng có thể thông được với lục đạo qua lại được với lục đạo chúng ta có thể thấy một số sự việc của chương thái viêm trong thời cận đại con rể của ông là lão cư sĩ chu kính trụ cũng rất thân với chúng tôi khi tôi mới bắt đầu học phật ông đã có sự giúp đỡ rất lớn cho tôi vào lúc đó tôi 26 tuổi Ông Đại Khái đã 70 tuổi rồi Xem tôi như là một người bạn nhỏ Vô cùng yêu mến Ông nói với tôi Khi tiên sinh Trương Thái Viêm còn sống Đã từng làm qua phán quan Cho Đông Nhạc Đại Đế Thông thường nói phán quan Thì cũng giống như là thư ký trưởng Trong thế gian hiện nay vậy Địa vị rất cao Dùng lời hiện nay mà nói là Là thư ký trưởng của Đông Nhạc Đại Đế Khi ông ở dưới âm gian Còn nhìn thấy được người từ thời tùy đường Đó là một người đọc sách Người xưa đọc dân chương rất nhiều Ông nói Hàn Vũ Liễu Tông Nguyên ông đều gặp qua Hiện nay vẫn còn đang trong quỹ đạo thọ mạng của quỷ dài Ở trên kinh Phật đã nói với chúng ta Ông Trương Thái Viêm là chính thực cho chúng ta Một ngày ở trong ngạ quỷ đạo Bằng một tháng ở trên nhân gian Thọ mạng của họ Thông thường mà nói thì khoảng một ngàn tuổi Dựa theo chỗ này mà tính Cho nên thời tuy đường đến nay Chỉ mới một ngàn năm Người đã chết thời đó đọa vào đường ngạ quỷ đương nhiên đến nay vẫn còn tiên sinh trương thái viêm đã nhìn thấy rồi chúng ta nếu muốn nhìn thấy có khó hay không không khó qua lại với quỷ là một sự việc rất dễ bạn chỉ cần tu hành cho tốt buông bỏ vọng niệm có được một chút tâm thanh tịnh thì cánh cửa này sẽ mở ra bạn sẽ có thể qua lại với quỷ ngày xưa tôi có một lão đồng học cũng là lão đồng tham là pháp sư minh diễn năm xưa ông ở tại đào viên đại khê Ở nơi đó học mật tông Với quốc thượng sư Đại khái trong thời gian 10 tháng Ông tu hành vô cùng chăm chỉ Mất khoảng 10 tháng Ông liền có thể qua lại được với ma quỷ Đương nhiên Nhất định không phải là lời giả dối Con người ông là một người rất thành thật Ông nói từ hoàng hôn đến tối Buổi chiều khoảng 5 đến 6 giờ Thì ở trên đường đã có ma quỷ xuất hiện Rất ít Đó là gì? Đó là buổi sáng của họ Ông nói đến sau khoảng 10 giờ đêm Thì trên đường đều là ma quỷ Quỷ và người sống chung Cho nên việc qua lại với quỷ thì không cần phải có công phu thượng thừa gì cả Chỉ cần có một chút công phu Thì có thể nhìn thấy được rồi Họ thật sự có, không phải là không Còn cháu bất hiếu Thì những vị tổ tiên này Trong lòng họ vô cùng khó chịu Vô cùng đau buồn Nếu như là đại nghịch bất đạo Tôi nghĩ những vị tổ tiên nhất định sẽ tiến hành những biện pháp trừng phạt đối với những con cháu đời sau này. Cho nên người xưa đối với việc tế tự tổ tiên được liệt ở hàng đầu tiên, ở điều đầu tiên. Các vị đọc nghi lễ, đọc lễ ký thiên đầu tiên chính là tế lễ tế lễ còn được gọi là cát lễ là cát của cát tường đây là hiếu đạo đây là căn bản của nhân luân nếu như con người quên đi tổ tiên dùng cái tâm khinh mạng thì cái xã hội này liền có vấn đề. Hơn nữa sẽ có vấn đề nghiêm trọng. Ngày nay mọi người chỉ biết xã hội động loạn, tai nạn ngày càng tăng nhưng không biết nó từ đâu mà ra. Con cái gì sao lại không nghe lời cha mẹ? học trò vì sao lại không nghe lời thầy căn nguyên chính là đã khinh rẻ tổ tiên câu thứ hai là vi phạm mệnh lệnh của bề trên dùng lời hiện nay chính là không phục tùng lãnh đạo ở trong xã hội người được lãnh đạo không phục tùng lãnh đạo con cái không phục tùng cha mẹ học trò không phục tùng sư trưởng công nhân không phục tùng ông chủ cái xã hội này giống xã hội gì người xưa nó là lo hân thần tạc tử Loạn thân tạc tứ là từ đâu mà ra Cũng là từ chỗ này mà ra Vì sao mà người dưới không thể phục tùng người trên vậy Ngạn ngữ xưa đã nói Thượng bất chính hạ tắc loạn ở địa vị cao thì có đạo của địa vị cao bạn có thể rõ được cái đạo đó hành được cái đức đó thì làm gì có đạo lý người bên dưới không phục tục chứ đây cũng chính là câu nói lấy đức phục người thế nhưng hiện nay đạo đã không còn ai nói đức cũng không còn ai hành nữa rồi thiên hạ đại loạn chúng ta phải nên biết ngày nay nguồn gốc động loạn của xã hội là ở đâu vậy thật tin mà nói là cha không ra cha con không ra con nhà không ra nhà nước không ra nước Ngày nay chính là một thời đại như vậy. Trên có thể hành đạo thì dưới nhất định có thể dùng lễ để kính. Tuy nhiên ngày nay Minh đạo hành nghĩa Thì cũng không phải là một sư diệt dễ dàng gì Người chân thật thông đạt Phải có tâm nhẫn nại vô cùng Quân chúng trong cả xã hội Chưa được nhận qua giáo dục của Thánh hiền. Người học Phật tuy rằng nhiều Nhưng chỉ biết tụng kinh chỉ biết cầu phước Đối với đại đạo trong kinh luận Đều không hiểu được Đối diện với xã hội trước mắt Là ngũ dục lục trần Danh văn lợi dưỡng đang vũ hoặc Sức mạnh của sự vũ hoặc này Nhiều hơn gấp trăm ngàn lần So với ngày xưa Những người nào thì không thể bị dụ hoặc gì Quá ít quá ít Ngày nay mọi người đều nhìn thấy Một tấm gương tốt nhất Cư sĩ hứa triết không bị dụ hoặc thế nhưng xã hội ngày nay người như vậy thì quá ít quá ít rồi ngày xưa thì người như vậy chiếm tỷ lệ rất lớn trong mười người thì cũng có đến một hai người cho nên thiên hạ thái bình quốc gia đại trị phật ở trên kinh luận thường hay khuyên bảo tứ chúng đồng học Phá Bồ Đề Tâm Thế nào gọi là Bồ Đề Tâm? Không bị ngũ dục lục trần mê hoặc Không bị danh văn lời dưỡng mê hoặc Cái tâm này chính là Bồ Đề Tâm phá bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, chúng ta mới có thể dính thoát luân hồi. Thế gian này không thể ở rồi. Rất nhiều đồng học thân cận với tôi đều biết. Tôi rất muốn được sống ẩn cư rất muốn được sớm ngày giảng sanh tịnh độ tôi không muốn lưu lại ở thế gian này thêm một ngày nào nữa nhưng tại vì sao vẫn chưa đi vẫn nhìn thấy một số người thật sự có tâm muốn cầu học chúng tôi không thể không giúp đỡ họ cho nên sống ở thế gian này thêm một ngày thì không thể không chăm chỉ một ngày. Pháp sư khai tâm ở Đại Nam, hàng quán trưởng hy vọng tôi đem kinh hoa nghiêm giảng cho viên mãn pháp sư khai tâm đã nói với tôi mười mấy lần rồi tôi rất cảm động tôi hy vọng là ở chỗ này những pháp sư trẻ tuổi sẽ nỗ lực học tập kỹ thuật giảng kinh không khó để học quan trọng nhất vẫn là đức hạnh không có đức hạnh thì bản thân mình không thể thành tựu rồi trước tiên chúng ta phải có năng lực phân biệt lợi hại phân biệt thiện ác phân biệt tà chánh phân biệt thị phi bạn phải có cái năng lực này bạn mới có thể tự độ bạn mới có thể giúp đỡ người khác thực tại thì chúng ta không có cái năng lực này. Các vị nếu có thể tận lực thọ trì kinh A Di Đà, cảm ứng thiên hai quyển này thì đủ rồi. Nhà Phật gọi là trì giới niệm Phật, vậy thì đủ rồi. cũng không phải là mỗi ngày đem hai quyển sách này ra đọc vài lần việc đó không có tác dụng gì phải là minh kỳ nghĩa những cảnh giới phương pháp và đạo lý nói ở trong đây cần phải nên hiểu phải hành kỳ đạo đem giáo huấn của phật đà Đem hơn 1.700 chữ của cảm ứng thiên này Mỗi câu mỗi chữ Đều áp dụng vào trong đời sống của chúng ta Ta phải đem nó làm cho bằng được Chúng ta dùng chân thành đối với người như người ta dùng hư ngụy đối với chính mình Những gì mà chúng ta làm Thực sự là vì lợi ích chúng sanh chúng sanh có hoài nghi đối với chúng ta không có lòng tin đối với chúng ta thì chúng ta vẫn là phải chăm chỉ mà làm tuyệt đối không vì hoại cảnh mà lay động đây gọi là thiền định Hết thảy cảnh giới đều rõ ràng, minh bạch, sáng tỏ, phân minh. Đây là trí huệ. Định và quê cùng học. Đời này không độ được chúng sanh thì cũng trồng xuống hạt giống kim cang vào A-la-gia thức cho chúng sanh. Cuộc đời này cái duyên của họ chưa thành thục Vì nghiệp chướng tập khí của họ quá nặng Trong số đồng học của chúng ta Tôi nhìn thấy rất rõ Họ nghe tôi giảng kinh cũng nghe rất nhiều Có một số người thông minh Tôi đang giảng đây mà sắp tới sẽ nói những gì Họ đều biết được Nhưng mà không thể sửa đổi được tập khí và thói xấu Đây là nguyên nhân gì? Tập khí quá nặng Gọi là thói quen hình thành từ nhỏ Quen rồi biến thành tự nhiên Hai câu này là người xưa đã nói Chúng ta học tập Tốt nhất là từ khi còn thiếu niên nhưng mà Thời niên thiếu Chúng ta để luống uổng Không có duyên phận Tiếp xúc Với chánh pháp Đến khi trung niên Mới được gặp Tôi 26 tuổi gặp được Phật Pháp Tôi đã vô cùng cảm khái vì gặp được quá trễ Nếu có thể nghe Phật Pháp sớm hơn 10 năm Thì thành tựu của tôi ngày hôm nay không chỉ là như vậy Hiện nay chúng ta đều đã đến tuổi trung niên rồi Chỉ còn cách là Mất trâu mới lo làm chuột Chính mình phải biết trân quý Những khoảng thời gian ít ỏi còn lại này Chúng ta còn bao nhiêu ngày tháng nữa chứ Phải tận dụng cho thật tốt để thành tựu đạo nghiệp cho chính mình Tránh đọa vào tam độ Có thể phụng hành Cảm ứng thiên Thì bạn quyết định sẽ không đọa vào Ba đường ác Trong quyển sách này Các vị cũng có thể quan sát Thấy được rất rõ Thế Pháp và Phật Pháp Đều được xây dựng trên nền tảng hiếu thân tôn sư hơn nữa hiếu thân thực tế là không quên ân đức của tổ tiên thì làm sao dám khinh mạng đối với tổ tiên chứ không quên lời giáo huấn của thầy là báo sư ân Nếu như đối với việc tu học Mà bạn có được một chút công phu đắc lực Thì nhìn từ đâu vậy? Là nhìn từ điểm này Nếu như tâm của bạn Hành vi của bạn Có đầy đủ tám chữ này Khinh sẽ tổ tiên vi phạm mệnh lệnh Thì bất luận là bạn dũng công học tập như thế nào Cũng đều là vô ích là giả không phải là thật thế pháp hay phật pháp mà chân thật học vấn có được một chút tâm đắc thì đều biểu hiện ở trên hiếu thân tôn sư các vị hãy tỉ mỉ mà suy nghĩ những lời này của tôi là đạo lý tất nhiên không biết hiếu thân không biết tôn sư đây là người vô học học hành đọc sách cũng vô ích cầu học cũng là việc vô ích bạn sẽ hỏi gì sao vậy đọc sách ý nghĩa là ở đâu rõ lý nếu rốt cuộc đã hiểu rõ rồi thì làm gì có đạo lý không thực tiễn không áp dụng không thể thực hành vậy thì vô ích rồi cho nên thế xuất thế gian pháp nếu như lý đã thật sự minh bạch rồi thì quyết định sẽ thực hành thôi xem học vấn của họ đạt đến mức độ nào mức độ thấp nhất là minh lễ giáo huấn của cổ thánh tiên hiền họ đều có thể làm được nhưng mà họ trước tướng lễ là trước tướng coi trọng lễ nghĩa qua lại cao hơn một chút nữa là hành nghĩa hành nghĩa là nghĩa vụ ta là vì chúng sanh phục vụ chỉ biết tận hết nghĩa vụ chứ không hưởng thụ quyền lợi là hành nghĩa không có yêu cầu là tôi đối với người khác tốt thì người khác cũng phải đối với tôi tốt đây là hành nghĩa là cao hơn một bậc so với lễ cao hơn nữa là hành nhân nhưng là chân thật có lòng yêu thương chân thật có lòng cung kính có lòng yêu thương lại cao hơn nữa là hành đức cao nhất là hành đạo trong phật pháp đại thừa thì người có thể hành đạo là pháp thân đại sĩ pháp thân đại sĩ hành đạo tứ thánh pháp giới hành đức thanh văn duyên giác bồ tát phật ở trong mười pháp giới họ là hành đức họ không thể nói đến đạo thiên nhân thì hành nhân bạn hãy xem thiên nhân phật ở trên kinh nói với chúng ta thiên tâm là từ bi hỷ xã từ bi là nhân họ hành nhân ở tại nhân gian chúng ta. Nếu có thể hành được nghĩa, hành được lễ thì thiên hạ thái bình. Xã hội an định. Nhân dân mới có thể trải qua đời sống hạnh phúc, mỹ mãn. Chúng ta không thể không biết. Chư Phật Bồ Tát đại thánh đại hiện thị hiện ở tại thế gian ở bên trong hành là đại đạo biểu hiện ra bên ngoài thị hiện là nhân nghĩa lễ bạn xem sự thị hiện của chư phật bồ tát của Thánh Nhân Thế Xuất Thế gian Có phải là đã biểu diễn cho chúng ta thấy như vậy hay không? Có phải là dạy bảo chúng ta như vậy hay không? Thì chúng ta sẽ rõ ràng Sẽ thông đạt thấu suốt Được rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng tôi chỉ giảng đến đây thôi A-di-đà-phật sĩ địa chỉ email vòng tay cư sĩ a gmail.com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cú khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật God.